ไมโก้กูปูเป็นนามแบบก็ไม่ตับในกุ้นพานั้นก็พานแหละโอ้แบบกูอยากไปกุ้งกูไปตัวถังปูก็ที่บ้านไม่เป็นรูปแบบอย่างปีกูปูเป็นใจแบบนามแบบปีแบบกันตึ้งก็ตาก็ขายนะ mình nói bấm đăng à? Đi đâu con à? Chị tông tay ba nhỏ tên công luôn tay tôi tên công tay 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 mình đi xa bưu, rồi mang bưu, ra bên này tụi tao có chí nên cũng tì đang nè bưu. Bưu đông tệ tổ chê với chăng, này tụi tao cũng nên cũng tì đang nè bưu. Quét ạ. Quét viên minh cái này đâu. Xong rồi, sắp xong rồi. Chưa. À. Tại này này chuẩn nó mà tôi quay. Con ông mặt nạ này. Sắp tới rồi anh. Thằng Phan giá cái này một kiểu một lúc lắm hẹn. Thế là Phan nó gọi. Cái Phan nó gọi. Thế là người giao là ai phải trải qua thể tục lệ này mới lớn. Thằng cu này bao tuổi đây? Này chắc tầm 12 sao? 12, 13. Bắn vòng tay. Đúng tuổi trẻ nhất là 9 tuổi. À. Đây bố đẻ hay là chú? Đây bác. À. Bố kìa. Ôi đời, bố kìa. Đang điệu con đấy. Ừ. Thank you.
Cấp sắc này có phải mổ nhiều lợn không ông? Ba bốn con. Mổ 3-4 con. Vâng. Thầy đang làm lý trong nhà đấy ạ. Thế đang. Vâng, bên kia thì coi như bên tàu bên này bên cúng. Vâng. À. Xong bắt đầu tí là có một ông mặt nạ màu đen đến. Vâng. Vâng vâng vâng. 3-4 con lợn, thế cũng hết khá nhiều tiền đấy. Khá nhiều tiền đúng không? Nếu có cách nhiều thì mỏ một con trâu bò nữa. Con bò nữa. Bò, con trâu nữa. À, thế là anh cấp sắc cho con thì anh mổ bao nhiêu con lợn anh hôm nay? Ừ, bảo 4 con rồi. 4 con. Ừ. Thế mời đông không anh? Mời cả. Anh em nhiều thì mời nhiều thì. À. Ừ. Anh em mới là làng xóm nhỉ? Em xóm hai xóm này mùi thế. Xong lại còn tiền mua các đồ lễ nữa, mua đồ lễ cho thầy, tiền thầy. Hmm.